hết xung quanh, mình đã chuẩn bị hết xung quanh, mình đã cắt được nguồn lương thực, cắt nguồn tiếp tế của nó rồi, bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị tập tiến công, làm chiến lược làm hạ thì nó mới được. Thành ra bây giờ chúng ta phải làm gì? Một là mình làm chậm lại, hai là mình dừng, và ba là mình cản luôn cái sự phát triển của nó. Thì như vậy chúng ta sử dụng một lần nữa là chúng ta cũng có thể sử dụng vitamin C, cũng có thể làm được cái việc đó. Vitamin D cũng làm được việc đó. Bột nghệ cũng có thể làm được việc đó. Rồi bồ công anh cũng có thể làm được việc đó. Sả, thì mình cũng nói cái sả rồi đó. Rồi bát dĩ liên, bạch hoa xà, thiệt thảo, cái này mình cũng nói rồi. Thành ra chúng ta có rất là nhiều, rất là nhiều cái. Nó còn cái nữa là chẳng hạn như magnesium, magnesium cũng có khả năng, lá đu đủ cũng được. Thật ra lá đu đủ hay trái đu đủ xanh đều được như nhau hết cả, nhưng mà trái đu đủ xanh nó hiếm hơn lá, thành ra ta sử dụng lá. Tương tự như vậy, cái lá mạng cầu xiêm hay là trái mạng cầu xiêm đều được hết ha. Rồi măng cụt, kể cả ruột và kể cả vỏ ha. Kể cả ruột và kể cả vỏ. Cái lựu, cái kiwi, thì tất cả những cái đó đều có khả năng để tấn công ha. Để làm teo nhỏ cái khối u hay là hạn chế cái sự phát triển của tế bào ung thư hết. Rồi các cái loại mà berry, các loại berry, nhưng mà không có dùng strawberry. Tất cả các loại berry, như là blueberry hay là raspberry, nhưng mà không được sử dụng cái strawberry. Cái strawberry đây là nó để sai rồi nè. Tại cái strawberry ngày xưa thì nó còn được, hay là khi mà mình trồng ở nhà, mình trồng rất sạch đó thì được. Nhưng mà ngày nay hầu hết cái strawberry là cái rất độc. Và tại sao? Nó là một trong những thứ trái cây mình phải sử dụng hóa chất nhiều nhất, nhiều còn hơn cả trái nho. Quý vị thấy chưa? Và tại vì như mình đã nói rồi, tất cả các loại trái cây hay là rau củ nói chung là nó phải lấy hết tất cả những cái chất dinh dưỡng, những cái gì tinh hoa của vũ trụ nó đem vào trong, nó nhét trong cái tế bào cellular nó, về bên ngoài nó phải có một lớp vỏ, hoặc là dai, hoặc là dày, hoặc là cứng, hoặc là chắc, thấy không? Thì để nó giữ lại những cái đó, vừa không cho những cái con côn trùng xung quanh xâm nhập, không cho ánh sáng mặt trời, không cho hơi nước, không cho sức nóng, vân vân. Nhưng mà ngược lại, thấy cái trái strawberry sao? Màu sắc thì tươi, dụ dỗ nó tới, mùi thơm bay ra, phải không? Cái vỏ thì rất là mỏng, rất là mềm. Thành ra nó phơi bày ra hết, thành ra nó dụ hết tất cả những cái con côn trùng hay là những cái thứ đặc thới. Thì như vậy để protect nó, để bảo vệ nó thì phải xịt thuốc rất là nhiều, phải không? Thành ra ngày nay nếu như mình sử dụng cái này là coi chừng mình đưa chất độc vào người mình, ngay cả trong đời sống hàng ngày cũng vậy. Đây là một trong những cái cây nho người ta xịt thuốc nhiều như vậy, nhưng mà quý vị thấy trái nho nó vẫn còn có một cái vỏ rất là dai và rất là chắc, phải không? Nhưng mà cái này hoàn toàn không có cái vỏ dai, vỏ chắc, nó cứng gì hết cả. Thành ra cái thứ này người ta còn phải sử dụng thuốc nhiều hơn nữa. Do vậy thì ngày nay chúng ta không nên sử dụng cái strawberry này, trừ phi là mình tự trồng lấy nha. Rồi, cái bước kế tiếp là tấn công nó mạnh mẽ hơn ha. Tức là làm sao cho những cái tế bào ung thư nó, tại vì cái trường hợp này là những cái trường hợp mà nó chiêu dụ, nó chiêu dụ như mình nói đó, tức là những cái anh chàng bất hảo trong người mình, tức là những cái tế bào già ha, những cái tế bào già, những tế bào cũ, tế bào hư mà nó không chịu bị phân hủy đi, tức là tiếng Anh nó gọi là autophagy, tức là cái đó là nó nằm trong cái mitochondria, là một cái program trong tế bào của mình, nó chuyên môn thiết lập cái program cho mỗi anh chàng là được sống bao nhiêu thời gian. Thì khi mà nó bị rối loạn,
đây. Anh chàng này nè, đây là văn phòng programmer. À, anh chàng này là cái anh chàng mà nó thiết lập cái chương trình mỗi tế bào được sống bao nhiêu và nó phải bị diệt cái chu kỳ bao nhiêu. Nhưng mà khi mà nó bị rối loạn thì như vậy nó sẽ không có thiết lập được, và những cái tế bào nó đến thời kỳ là nó không chịu hủy diệt. À, và như vậy nó rất là kháng cự lại. Rồi đồng thời khi mà nó lại có những cái tế bào bất thường nó chiêu dụ đến nữa, và đặc biệt là sau khi mà nó bị tấn công bởi hóa trị xạ trị thì nó lại càng rất là cứng đầu ngoan cố. À, thành ra lúc đó thì chúng ta phải dùng những cái phương pháp dụ dẫn trở lại, tức là chúng ta không dùng cái phương pháp tấn công nữa mà chúng ta phải dùng cái phương pháp hòa hoãn mà để làm sao cho nó trở lại. Thì một trong những cái đó ha, một trong những cái phương pháp đó là chúng ta sử dụng cái bột nghệ ha, cái bột nghệ rồi cái selenium ha, cái vanadium, vitamin D, hay là mình sử dụng tất cả những cái chất cám ha, cám lúa mì, cám gạo, cám này kia đó, thì tất cả những cái chất cám đó thì nó cũng có cái khả năng đó. Sử dụng vitamin E cũng được. Sử dụng cái ớt, cái chai chất ớt cũng được. Hay là sử dụng sả, sử dụng sả thì nãy mình nói rồi. Sử dụng cái rễ bồ công anh đó, thì những cái đó là những cái mà nó induce, tức là nó sẽ làm cho cái tế bào ung thư nó sẽ tự hủy diệt nó, nó sẽ tự hủy diệt nó. Đối với y học hiện đại á, thì người ta sử dụng cái digitalis. À, thì cái này nó cũng là chiết xuất từ một cái cây thực vật. Nhưng mà khi nó chiết xuất ra thì nó tổng hợp ra cái digoxin và cái để trị bệnh tim mạch. À, nó sử dụng để trị bệnh tim mạch nhiều hơn là về cái bệnh này. Thành ra người ta mới nói là thực sự cái thuốc này nó trị cái bệnh ung thư rất là hay. Nhưng mà người ta lại sử dụng bệnh tim mạch, thành ra người ta nói là gì? Nó là một cái thuốc đúng, nhưng mà nó bị sử dụng sai. Nó là một cái thuốc rất đúng, nhưng mà nó bị sử dụng sai. Thành ra nó mới không phát huy được hết cái tính năng của nó. Thì mà thật ra, nếu mà khi mình sử dụng vào cái tim mạch, nó giúp được rất ít, nhưng mà ngược lại nó bị cái tác dụng phụ rất là nhiều. Và nếu như khi mình sử dụng để mà ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư hay là gia tăng cái sự hủy diệt, tự hủy diệt của nó thì nó sẽ có kết quả nhiều hơn. Rồi cái thứ hai nữa là cái DMSO, tức là dimethylsulfoxide á, thì cái này là một cái sản phẩm của Lưu Huỳnh. Cái này là một cái sản phẩm của Lưu Huỳnh. Thì cái này người ta cũng sử dụng trong các cái công nghệ cũng nhiều, nhưng mà khi mình sử dụng trong công nghệ thực phẩm hay là công nghệ bên ngoài á, thì với cái nồng độ quá cao, với cái nồng độ quá cao, thành ra chính cái đó nó sẽ làm hại cho cơ thể mình. Chính cái đó nó làm hại cho cơ thể mình. Nhưng mà khi mình sử dụng với một cái nồng độ thấp và từ từ á, thì quý vị biết rằng cái này là ứng dụng trong cái nguyên tắc tự nhiên rất là rõ. Quý vị thấy chẳng hạn như thực tế mình thấy là người ta đi tắm suối nước nóng, và những cái suối nước nóng nó từ đâu mà ra? Từ núi lửa, phải không? Từ núi lửa mà ra. Thì trong cái núi lửa đó thì nó có cái chất lưu huỳnh, và nó có cái sức nóng đó, nó tạo ra. Thành ra khi người ta ngâm các cái suối nước nóng đó, thật ra không phải là cái nước nóng, mà thật ra là nó nhờ chủ yếu là cái khí lưu huỳnh này. Nhưng mà cái này mình làm ít thôi, chứ còn nếu mình làm dài nhiều quá thì cái lưu huỳnh nó cũng là ức chế hô hấp. Đó là lý do tại sao mình thấy khi mình quẹt cái que diêm mình hửi, hay là Việt Nam mình ngày xưa mà còn đốt pháo thì tới cái mùa Tết là chết rất là nhiều, nhất là những ông bà già. Tại vì nó sẽ kích thích cái hệ hô hấp của mình, tiết ra cái chất dịch nhầy, và nó sẽ là contract cái ống thở của mình, thành ra người ta chết vì cái lưu huỳnh đó. Tuy nhiên cái lưu huỳnh đó mà đi qua đường tiêu hóa hay là đường tĩnh mạch đó, nó không đi trực tiếp vào cái đường hô hấp thì nó sẽ không có gây cái tổn hại đó. Thành đó là lý do tại sao người ta đi qua đường da hay là đường tiêu hóa.
Và quý vị coi trong những cái phim phim Tàu hay là phim Đại Hàn đó, tức là mình thấy ngày xưa những cái ông vua mà đã được nuôi, tức là người ta muốn bồi dưỡng đó, tức là người ta cho ăn thịt vịt, tại vì con vịt là con nó sống trong ao hồ nhiều, thấy không? Thành ra khi mà nó sống trong những cái ao hồ mà đặc biệt là những cái vùng nước mà nó bị nhiễm, tức là nó đi từ những cái mặt suối nước ngầm ra như vậy đó, tức là nó có cái chất lưu huỳnh, thì những con vịt đó nó tiếp xúc đều đặn hàng ngày, thành ra cái khả năng chuyển hóa cái chất độc đó là cái miễn dịch của nó rất là mạnh. Thành ra khi mình lấy cái nước đó mình thử thì mình thấy nó có rất nhiều chất độc, nhưng mà chính ăn con vịt đó vào thì người mình là rất là khỏe khoắn. Và tại vì như chúng ta nói quý vị đó, và khi mình ăn cái con vịt đó là mình vừa lấy được cái năng lượng thực tế là từ cái chất thịt của nó tạo ra, nhưng mà chính là mình lấy cái năng lượng vô hình là cái sự chuyển hóa từ chất độc thành ra một cái chất dinh dưỡng, thành ra cơ thể mình nó sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái chất độc trong người mình thành ra cái chất không độc. Thành ra cái nguyên tắc năng lượng đó nó rất là mạnh, nhưng mà bởi vì mình không thấy được, mình không có tuệ giác để mà suy nghiệm nó cho sâu, thành ra mình không có công nhận nó. Đó. Thành ra trong lịch sử cái này người ta cũng đã chứng minh rất nhiều, khi mà người ta không có cái kiến thức là người ta có thể đổ tội. Nhưng mà cho những cái người mà ta ăn những con vịt đó thì những ông vua bị ngộ độc, nhưng mà thực ra không phải là vì ăn cái vịt đó mà vì bị đầu độc và những cái khác nha. Đó, thành ra chúng ta thấy cái nguyên tắc của luật Bát Nhã mình nói là không tốt không xấu, luôn luôn mình phải có sự tỉnh giác, phải có cái trung đạo và biết sử dụng lúc nào ở cái liều lượng bao nhiêu, thì cái này nó cũng sẽ giúp để mà ức chế những cái tế bào ung thư. Rồi cái kế tiếp nữa là y học hiện đại người ta cũng sử dụng cái DCA, tức là dichloroacetate, thì cái này thì nó cũng làm tăng cái khả năng tự hủy, nó làm tăng cái khả năng tự hủy của tế bào ung thư. Thì cái này là mình có thể uống được qua cái đường miệng của mình mà nó không có cái tác dụng phụ bao nhiêu cả. Kế đến là chúng ta có thể sử dụng cái gừng. Nhưng mà để cho nó tốt hơn đó, là mình nên sử dụng gừng nướng. Mình sử dụng gừng nướng chứ không có sử dụng gừng tươi. Và cái kế tiếp cũng là một cái này là một cái là off label, tức là giống như cái naltrexone hồi nãy mình sử dụng cho những người bị nghiện thuốc đó, hay là cái amphetamine cho những người nghiện rượu, thì ở đây là một cái cimetidine, là cái thuốc mà cách đây hàng 17-20 năm mình uống là cái tagame đó. Cái tagame là đầu tiên nó là một cái S2 block, tức là nó ức chế một những cái receptor trong bao tử của mình để chống cái sự tiết axit dịch vị. Đó. Thì người ta cũng thấy nó có cái khả năng là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, tức là nó làm cho tế bào ung thư sẽ tự hủy nhanh hơn. Rồi giai đoạn tấn công mãnh liệt, giai đoạn tấn công mãnh liệt thì mình có cái astamycin, astamycin. Thì cái này thông thường á là nó sẽ làm cho cái tế bào phát triển bị chậm lại, tức là nó ức chế cái sự sản sinh của tế bào. Chứ còn nó không phải là làm cho, tức là nó đi vào cái giai đoạn chủ động luôn, tức là nó ngăn chặn sự phát triển của tế bào. Đó là không có cung cấp đầy đủ những cái chất dinh dưỡng để cho tế bào phát triển, nó làm rối loạn đi cái quá trình sinh sản của tế bào. Hay là chúng ta sử dụng những cái cây, đây cũng là một loại cây, blood root là một loại cây. Thì cái cây này thì người ta cũng có ở cái vùng rừng Amazon đó, ở rừng Amazon. Thì như vậy, cái này người ta sử dụng để trị nhiều bệnh lắm, tức là người ta sử dụng để trị các cái bệnh vi nấm, người ta sử dụng các cái bệnh vi nấm, các cái bệnh nhiễm khuẩn, các cái bệnh mà nói chung là hiện nay mà y học chưa có tìm ra cái nguyên nhân, thì người ta sử dụng để điều chỉnh cái này. Và tại cái tên của nó này, cái tên của nó là blood root, tức là nó đi thẳng vào trong ngay cái stem cell của mình, từ cái nguồn cội căn bản, thì từ đó nó có rất là nó điều chỉnh. Thành ra chúng ta thấy cái phương pháp điều trị mới của y học hiện đại từ nay trở đi cũng vậy,
tức là ta sẽ cấy lại những cái tế bào tủy xương, tức là những cái tế bào nguyên và tế bào stem cell đó, hay là ta điều chỉnh gen để cho nó trị từ ngay cái gốc bệnh luôn. Thì cái cây này, cái tên của nó đã mang rõ cái tính năng dược tính của nó rồi ha. Rồi cái kế tiếp nữa là cái cancel nha. Cái cancel thì cái này là cái sự tổng hợp của những cái hóa chất ha, những cái mà người ta extract được, cái là người ta chiết xuất được để tạo ra một cái hỗn hợp. Thì cái này nó giống tương tự như cách đây khoảng 1-2 năm á, nó có một cái công thức của 5 loại dược thảo mà người Ấn Độ người ta đã sản xuất ra và nó được Mỹ công nhận rất là nhiều, mặc dù Mỹ xưa nay chưa bao giờ đưa lên những cái đài lớn, chẳng hạn như NBC, ABC hay là chẳng hạn như đưa lên BBC của Anh ha, tức là nó không bao giờ mà nó quảng cáo những cái thuốc mà không phải của công ty dược đâu. Nhưng mà đây là một trong những cái thuốc mà được thế giới công nhận là rất có hiệu quả, cũng giống như ngày nay mà nó rất là nổi tiếng là cái thuốc cô đơn của Nhật ha. Thì những cái thuốc này tức là người ta biết là nó được tổng hợp của từ 5 cái dược thảo chiết xuất, nhưng mà chỉ có điều là ta không biết là cái tỷ lệ của nó bao nhiêu. Thì trong đó tức là chẳng hạn như nó có bột nghệ, nó có bột con ăn vân vân ha. Thì cái này cũng vậy, tức là đây là cái sự tổng hợp của 5 cái loại dược thảo ha, 5 loại dược thảo khác nhau. Rồi cái kế tiếp là mình tăng cường những cái men tiêu hóa ha, bổ sung thêm những cái men tiêu hóa, tại vì khi mà mình bị thiếu những cái men tiêu hóa, bị rối loạn thì cái quá trình tiêu hóa bài tiết của mình nó sẽ không được. Thì như vậy đó là cái nguyên nhân chính mà mình đã nói rồi, khi mà cái hệ tiêu hóa và bài tiết của mình nó không thông thì nó sẽ tích tụ lại chất độc, ngay cả chất dinh dưỡng mà nó không sử dụng được hết ha, thì nó cũng sẽ biến thành chất độc ngay lập tức, mà nếu nó không đào thải ra thì nó sẽ làm tổn hại cơ thể mình rất nhiều. Thành ra cái bổ sung thêm những cái men tiêu hóa cũng là một điều rất là quan trọng. Kế đến là mình ở trong này thì đối với thông thường của người Tây phương người ta gọi là fasting, tức là nhịn ăn nhịn đói, nhưng mà mình không dùng cái từ đó nha. Mình đã nói là mình gọi là thanh lọc, là chuyển hóa năng lượng, chuyển hóa thức ăn. Rồi kế đến cái nữa là mình sẽ sử dụng nó gọi là grape diet, tức là chế độ ăn bằng nho không thôi. Thì dĩ nhiên ở đây á, là mình phải, nó rất là hiệu quả, cái này nó trị từ luôn cho cái người bị bệnh tiểu đường, ngay cho tới người bị bệnh ung thư. Chỉ có điều là mình phải làm gì? Cái nho của mình phải chọn đó, thứ nhất là nho tự nhiên, tức là nó phải còn vỏ và còn hạt. Còn những cái loại nho mà nó đã được lai tạo gen rồi mà nó mất cái hạt ở trong, hay là cái hàm lượng đường nó quá nhiều, nó quá ngọt đó, thì cái đó không nên dùng. Nho đỏ, nho xanh gì cũng được cả, nhưng mà phải là nho còn tự nhiên, tức là nó không có lượng đường, nó không quá nhiều, không quá ngọt, nó phải còn hạt ở trong. Thứ hai là mình về mình phải gỡ nó ra từng cái và mình rửa, mình ngâm nước, mình rửa như ngày hôm qua mình nói là rửa nước nóng, rửa nước lạnh, ngâm nước muối, tại vì trên cái đầu của nó mà nếu như nó còn dính lại những cái con vi nấm thì nó rất là nguy hiểm đó, nó rất là nguy hiểm, nên là chúng ta phải rửa sạch hết đi. Rồi sau đó thì mình có thể sử dụng, không cần nhiều, tức là không ăn gì hết cả, chỉ cần 1-2 tiếng mình nhai chừng 5-3 trái, cứ như vậy đều đặn trong ngày, và mình có thể kéo dài vài 3 tuần cho tới 7 tuần lễ cũng được. Thậm chí đối với người bị tiểu đường mà khi mình không ăn cái gì hết mà mình sử dụng cái này, như vậy nó cũng giúp để trị bệnh tiểu đường, bởi vì nó có chất chát, nó có chất đắng ha, nó có chất ngọt đó. Thành ra nếu như mà mình lấy cái nho đúng thì nó còn có luôn cả chất chua. Thành ra chất ngọt, chất chua, chất đắng, chất chát, khi mình rửa nước muối nó có tí xíu vị mặn mặn nữa, thành ra chúng ta thấy nó có đầy đủ hết các vị. Và ba cái vị quan trọng là vị chua, vị chát, vị đắng ha, là cái mình đã nói là trị bệnh tiểu đường. Thành ra cái này người ta sử dụng để trị bệnh tiểu đường cũng rất là hiệu quả. Và thật ra nó còn có một cái gì nữa, tức là khi mà mình nhai cái hạt của nó thì cái hạt của nó là một cái kháng khuẩn, kháng virus rất là mạnh. Và thậm chí nếu như mình chiết xuất cái hạt của nó không thôi thì nó lại còn có khả năng điều trị về bệnh tim mạch nữa. Thật ra chúng ta hiểu rất là rõ, khi mà mình phối hợp hết thì cái chất chát, chất đắng nó đi vào gì? Chát và đắng nó đi vào thần kinh, tim mạch và miễn dịch. Thành ra nó rất là dễ hiểu khi mà mình sử dụng để trị cho các bệnh đó.
Đặc biệt là khi mà mình sử dụng cái này thì cái chất thải của mình ra nó cực kỳ thối, chứng tỏ ra cái khả năng detox của nó khá mạnh, cái khả năng detox của nó khá mạnh, thành ra nó đẩy hết tất cả những cái chất cặn bã trong người mình ra, thành ra cái chất thải của mình khá thối. Thành ra mình phải biết trước để mình đừng có ngạc nhiên. Tương tự như khi mà mình sử dụng cái bán chỉ liên bạch hoa xà thiệt thảo cũng vậy, bán chỉ liên bạch hoa xà thiệt thảo cũng vậy, nó cũng đẩy ra cái mùi thối đó, nhưng mà nó không bằng cái chất nho này. Mà khi nói về cái bán chỉ liên bạch hoa xà thiệt thảo thì chúng ta thấy ngày nay nó cũng có một cái là nó cũng khá nổi cộm ở Việt Nam mình nói riêng và các xứ Á Đông nói chung, tức là người ta sử dụng cái cây trinh nữ hoàng cung và cái dạo cổ lam. Dây trinh nữ hoàng cung và dạo cổ lam, tức là dạo cổ lam là sự kết hợp của trinh nữ hoàng cung và bài dược thảo cát. Thì với cái tên trinh nữ hoàng cung là quý vị đã biết nó từ đâu mà ra rồi, phải không? Lấy từ đâu? Lấy từ những cung nữ ở trong hoàng cung, phải không? Tức là tại sao quý vị đặt cái vị trí của mình, hay dùng cái tuệ giác của mình nghĩ đi, những cung nữ ở trong cung vô hình sao đẹp, được bắt vào trong cung, phải không? Đa số là vì không có tự nguyện, phải không? Đa số là không có tự nguyện. Mà khi vào trong cung vua rồi thì mấy đời mới được gặp ông vua, phải không? Mà ở trong quý vị có những cái phim rồi, đằng sau hậu trường trời ơi, sống với một đám phụ nữ nó khó chịu lắm, đủ cái chuyện hết, luật lệ rồi, lớn ăn hiếp nhỏ, trẻ cụ ăn hiếp mới, đủ thứ khó khăn bức bách hết, phải không? Thành ra rất là bế tắc, rất là bực bội, rất là căng thẳng, rất là tù tùng, phải không? Rồi đó là mình nói về mặt tâm lý, mặt bên ngoài, và nói mặt sinh lý cũng vậy, tức là thương một người khác không được, phải không? Cho dù mình thầm thương thôi là bị xử liền ngay lập tức, mà nếu mà gặp ông vua thì bình thường làm gì được nhìn mặt, phải không? Ra bên ngoài giao tiếp những công nhân khác không được, mà nếu mà gặp trực tiếp để được nhìn mặt ông vua thì có khi cả đời nằm trong cung chưa bao giờ được nhìn mặt ông vua nữa. Thì như là vấn đề tâm lý, sinh lý, vật lý rồi thì bế tắc hết, thì chuyện gì xảy ra? Ung thư, phải không? Thành ra khi người ta sử dụng cái đó là đã từ ngàn xưa người ta sử dụng cái cây đó để trị cho những người phụ nữ, giải tỏa hết tất cả những cái bức bách, những cái khối u, những cái bệnh tật. Thành ra cái tên của nó đã nói lên cái bệnh trinh nữ hoàng cung. Thành ra cây đó bây giờ được sử dụng khá nhiều để trị hết tất cả các triệu chứng ung thư nói chung, đặc biệt là cái ung thư của cái đường nội tiết tố. Nhưng mình đã hiểu rồi, đối với những người phụ nữ đó không phải chỉ là vấn đề sinh lý không thôi, mà đằng sau hậu trường nó rất là bức bách, nó rất là khổ sở. Từ khi người ta bị bắt vô là họ đã bị cái bức xúc rồi, thấy không? Không có ai bao nhiêu người tình nguyện đi vào cả, chỉ có những người 1%, 2% là người ta ham cái danh người ta đi vào, hay là người ta vì muốn giúp đỡ gia đình mà ta đi vào. Nhưng mà 80-90% ta đi là đều bị bắt vào rồi, vô cái chế độ sống nó rất là áp bức, rất là khó chịu, rất là khổ sở, mặc dù về vật chất nó sẽ đỡ hơn, thấy không? Đó, rồi kế đến là tất cả những vấn đề tinh thần, vấn đề sinh lý, thành ra nó bị bế tắc rất nhiều. Như mình đã học 4 cái tầng đó, cuối cùng nó được kẹt xuống dưới, thành ra nó bị ung bướu rất là nhiều. Thành ra cái cây trinh nữ hoàng cung ngày nay được sử dụng để trị, và sau này người ta phối hợp nó thêm một thứ nữa thì nó trở thành cái dạo cổ lam, trở thành cái sản phẩm thứ hai là dạo cổ lam. Thì hai cái còn lại với nhau thì nó sẽ mạnh hơn. Và bây giờ Việt Nam mình đã đóng được viên nang tới 500mg rồi. Ngày xưa nó chỉ có 300 hay là 200mg thôi. Thành ra cũng có thể sử dụng những sản phẩm đó để bổ túc thêm cho những bệnh nhân bị ung thư của mình. Thưa thầy, dạo cổ lam là tên của một cái cây khác? Tên của một cây khác nhưng mà cũng là tên sản phẩm luôn. Nhưng mà nó không, hình như là người ta không có sản xuất riêng cái sản phẩm dạo cổ lam mà nó phối hợp với cái trình nữ hoàng cung. Thưa thầy, cũng có cái dạo cổ lam họ làm thành những gói trà. Cà. Trà thôi chứ không có thuốc. Đúng rồi. Trinh nữ hoàng cung nó cũng có trà, nhưng mà để thành cái viên thuốc nang á, tức là viên con nhọn á. Viên con nhọn thì bây giờ là nó đã chiết xuất ra, nó làm theo cái dạng như thuốc tây rồi, tức là nó đã định
định lượng được mà 300-500mg thì cách đây mấy tháng trước một năm thì nó chỉ lên tới cái mức độ là 300mg thôi. Nhưng mà hình như là mới nhất bây giờ nó đã lên được tới 500mg rồi. Đó. Thì khi mà nó ra cái vi khuẩn nhọt đó thì cả hai thứ phối hợp lại với nhau, còn cái lượng trà thì nó rất thấp. Trà mình uống kiểu như để phòng bệnh thì đúng hơn. Dạ, còn sáu tâm thân thì thế nào? Hả? Sáu tâm thân. Một cái loại... Tam thất ha? Không, nó gọi là sáu tâm thân. Cái gì? Sáu tâm thân. Sáu tâm thân hả? Dạ. Thầy chưa nghiên cứu cái đó. Dạ. Dạ, có cái là tam thất thì có. À, cái tam thất thì nó cũng là một cái để trị ung thư máu, để làm khai thông khí huyết. Rồi kế tiếp là mình sử dụng cái hỗn hợp của hai cái cây là Graviola và Pawpaw ha. Thì cái này nó cũng ở trong rừng Amazon đó ha. Hai cái này là họ hàng với nhau thôi. Thì một cái ở miền mà Nam Mỹ, một cái ở vùng Bắc Mỹ ha. Thì cái này quý vị biết là cái Erythromycin là nó một loại kháng sinh rất là mạnh, là người ta sử dụng để trị ung thư đây. À, đây là một loại kháng sinh rất mạnh và thực sự là ngày nay là nó sử dụng để trị ung thư đó, thì do người ta chiết xuất từ cái cây này mà ra. Rồi kế đến là Clatrio, thì cái này là người ta lấy thường ở trong cái trái apricot của mình đó ha, hay là trong cái củ thì là ha, lấy trong cái củ thì là. À, là trong cái hạt là almond mà bữa mình nói là hạt nhân bắc đó, phải không? Hạt nhân đắng đó, nha, đó. Rồi tới cái nữa là cái salvestro, thì cái này cũng là một cái dinh dưỡng thôi, tức là một cái tổng hợp của những cái dinh dưỡng nó rút ra từ cây trái và thực vật. À, thì như vậy nó tăng cường, thật ra nó là một cái mình gọi là thuốc bổ đó, tức là bổ sung, tức là nó có hết đầy đủ những cái chất vitamin, à, những cái vitamin và những cái trace element để nó bổ sung cho cái tế bào bình thường, trong khi những cái tế bào bệnh đó, những tế bào ung thư đó, thì nó không có sử dụng những thứ này nhiều, thật ra mình phải giữ cái này, thật ra nó không phải là tấn công trực tiếp tế bào ung thư mà nó sẽ làm mạnh lên cái tế bào bên kia, thì tế bào bên kia sẽ tấn công nó lại, tức là nó đi cái con đường hơi vòng một tí xíu. Và cái cuối cùng là cái Zeolite đó. Thì những cái sản phẩm này thì quý vị có thể tham khảo thêm trên những cái trang mạng này. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Chiều nay thì mình sẽ đi tiếp một cái phần nữa, là giống như hôm trước mình đã nói sơ qua, tức là mình phải tìm hiểu thêm những cái nguyên nhân nào mà để dẫn đến, và mình không những hạn chế mà mình còn phải tiến một bước xa hơn, tức là mình chủ động hơn ha, tức là mình tập diện nó. Cái này thì có hình cái cụ tà cây tam thất không ạ? Cây tam thất dễ kiếm hả? Không ạ, thầy có cây thì nhà tôi cho con coi. Nhà bác có, nhà bác có nhiều người nữa. Một ăn cái đó và buộc cái đó, cứ phải đi cầu đi. Ê, cái tấm thất, cái cục tấm thất là tấm cục bát, ai cũng biết thế. Để mọi người nào dùng cục bát nào biết thì đấy. Đó. Và cái cục đen đen đen. Đen đen như cái trắng. Không, nó không là trắng. Dặn nó cũng dặn. Đúng rồi, thì đánh đồng, ta đánh đồng nhưng mà cái dặn xong luôn, tức là nó khoảng 7 năm thì ta đã hoàn thành. 7 năm. Sáng nào con đào lên mấy con luộc lên xong con nấu canh. Cái củ nó lớn lên con củ. Đâu, củ nó nhỏ, nó to lắm. Nó nhỏ, và nó mềm. Không. Thì mới đào lên thì nó mềm, nhưng mà để phơi nó cứng nhắc à. Kinh khủng lắm. Không, thuộc địa nó còn đen. Đen chứ. Đen là đen, nó lại bỏng vàng. Cho đó. Còn cái lá của nó nè, thì người ta gọi là tam thất là gì? Tức là tại vì cái lá nó chỉ 3 là chỉ 7, tập 3, tập 7. Đó, 3 cái 7 nhánh ra. Ở đúng rồi, bông hoa vàng. Dạ.
Rồi thôi mời đại chúng chúng ta ngồi lại ngay ngắn thư giãn, trở về lắng nghe hay thở, mời chúng ta mang